Ta sẽ cùng đến với hai trận tứ kết này. Trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Anh, một đội bóng lúc nào cũng mang theo những cái sự chú ý rất là dữ dội của dư luận. Ít ra thì Argentina, Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha đã về rồi, nhưng chúng ta sẽ vẫn còn đội tuyển Anh, đội tuyển mà lúc nào cũng gây ra những cái sự tò mò với giới mô điệu. Thì với anh Hùng Thuận thì chúng ta hãy nói một chút về đối thủ của đội tuyển Anh, đó là Thụy Điển. Thì cái góc nhìn của anh như thế nào về đội bóng Bắc Âu này? Riêng về Thụy Điển thì là một cái nước mà khi năm nào mà có Euro, World Cup đều có mặt hết, là một cái đất nước mà có thể nói là có một lối đá rất là khó chịu, và thường thì là sử dụng đặt cánh đánh đầu và những cái nhớ thời mà của Lassen, Henrik Lutzen, chính xác. Thời đó thì là cái thời của Thụy Điển cũng khá là nhiều nhân vật anh tài, và nhưng mà thời đó thì Anh lại có rất là nhiều như là Beckham, Michael Owen, Bosco. Nói chung là thời điểm đó thì Anh là một thế hệ vàng rồi. Vâng. Và vẫn còn cái trái mà của Mbappé ngày hôm qua, nếu mà mình phải ví giống như là trái của Michael Owen ghi vào lưới Argentina. Đó, cái trái đó cũng na ná, tại vì thời điểm đó Michael Owen cũng mới tầm 18 19 tuổi gì đó. Vâng. Và như Thuận cũng có nhớ là thời điểm đó Michael Owen có đá một trái penalty ra đến luân lưu, thì thời điểm đó Michael Owen đã thể hiện rất là xuất sắc, và bóng đá Anh luôn là như thế, luôn giống như bảo vũ. Ngay cả khi mình xem ngoại hạng Anh cũng vậy, ngoại hạng Anh là một nơi mà có thể khiến tất cả các cầu thủ chưa gì đã cũng có thể già với lại những cầu thủ trẻ rồi, tại vì chơi quá nhiều sức. Và riêng về Thụy Điển thì Thuận nghĩ là đội tuyển Anh hôm nay sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Vâng. Với nhà báo Huỳnh Sang thì người Anh đã lần đầu tiên thắng ở một cái chấm luân lưu mà người ta nói rằng người Anh luôn rất là yếu tâm lý, nhưng mà họ đã vượt qua được cái ngưỡng chịu đựng của mình. Thì bây giờ anh có tin rằng họ đang tự tin với cái hành trình đến trước vô địch hay không? Tự tin là chắc chắn phải tự tin rồi, và vượt qua ngưỡng thì đúng là đã vượt qua rồi. Tại vì đứng trước một cái quả penalty, một cái quả luân lưu 11m nó áp lực khủng khiếp. Bởi vì một cái cú sút của mình là vận mệnh của bóng đá quốc gia mà, cho nên không thể nào mà không bị áp lực được. Vấn đề của đội tuyển Anh đó, nãy Hùng Thuận chia sẻ đó, chúng ta xem quá nhiều trên truyền thông. Bây giờ đài nào cũng trực tiếp lên trên các cái trang mạng internet, người ta cũng share, mặc dù vi phạm bản quyền vân vân, nhưng mà ở đâu thì cũng thấy giải Hoàng Anh. Chính vì vậy thì các người hâm mộ Việt Nam chúng ta cũng có tình cảm đặc biệt, và những cái hình ảnh nó cứ đập vào mắt mình hoài. Cho nên mình quen thuộc từng cái tên, ví dụ như là Dele Alli, Eric Dyer, hay là Harry Kane, hay là Big Four vân vân, những cầu thủ mà rất nhiều người Việt Nam biết. Thành ra cái trận đấu vui, cái trận đấu với Colombia, tôi dự đoán Colombia thắng, thì có một ông cổ động viên nhắn cho tôi: anh Sang, anh dự đoán đội tuyển Anh, nhiều người dự đoán là đội tuyển Anh thắng lắm, anh dự đoán Colombia thắng, anh không sợ bị ném đá. Tôi mới nói vui, cứ ném thì tôi lấy đá xây nhà thôi. Ném gạch đá xây nhà. Nói vậy để thấy rằng là người ta đã dành tình cảm đặc biệt cho tuyển Anh. Nhưng mà tôi thấy rằng tuyển Anh cái trận đấu với Colombia nó cũng nhạt nhòa lắm. Thật ra thì trên chấm penalty nhiều khi cũng may mắn thôi, chứ còn trong trận đấu họ, cái thế trận của họ cũng bế tắc, và họ đá không có linh hoạt. Một cái thế trận mà tôi thấy rằng là Anh lép vế hơn Colombia. Ở đây chúng ta đừng có bị đánh lừa bởi cái số liệu thống kê là cầm bóng nhiều hơn hay là ít hơn. Cầm bóng nhiều hơn nhưng mà anh cầm ở đâu? Anh truyền qua truyền lại ở phần sân nhà thì nó có ý nghĩa gì đâu. Vấn đề là người ta sẽ tổ chức được những pha tấn công và gây áp lực cho anh như thế nào. Thật ra trận thắng Colombia thì trận thắng không thuyết phục lắm. Mặc dù thì thành bại luận anh hùng, thắng thì hay thôi. Thế nhưng mà bây giờ gặp Thụy Điển là đội bóng như thế nào? Tôi cũng đồng tình với anh Thuận, tức là Thụy Điển là một đội bóng lối chơi tập thể, gắn kết, khoa học, không có ngôi sao. Và chính việc không có Ibrahimovic thì nó lại tạo cho các cầu thủ Thụy Điển dễ chơi hơn và khó lường hơn. Nguy hiểm đến từ mọi phía chứ không phải đến từ một người. Và chính vì vậy thì đội Thụy Điển bây giờ chúng ta thấy là họ cũng có những nhân tố mới, có thể chưa nổi bật lắm, nhưng mà có thể tương lai là nổi trội. Thí dụ như là Forsberg hay là Marcus hay là chúng ta thấy là Edan hoặc là Lassen vân vân, và thậm chí cặp trung vệ Landerford và Lederlove và Frank. Đó là những cầu thủ mà tôi cho rằng là có thể nhìn vào chúng ta thấy không nổi trội, nhưng mà lại có tinh thần tập thể và có thể chỉ huy được những cái khu vực mà họ thi đấu. Cho nên cái trận đá với Mexico thì huấn luyện viên Osario cho đến thua thì đển xong cùng về, ông bảo là tôi sao tôi nhìn vào thị điển tôi không thấy cái chỗ nào của họ yếu chứ. Yeah. Khỏe đeo luôn rồi. Họ nhìn vào cái đội Mexico không, tôi không biết chúng tôi bị thua cái thứ gì nữa. Yeah. Tức là ông thua xong ông không lý giải được. Tức là một trận đấu mà Thụy Điển thắng 3-0 rất là thuyết phục. Thì tôi thấy rằng là đội Thụy Điển một cái tinh thần tập thể và họ gần như cầu thủ cứ sàng như nhau mà chúng ta không thấy được cầu thủ nào nguy hiểm để phong tỏa cả. Cho nên cuối cùng cầu thủ nào cũng nguy hiểm. Yeah. Cái câu chuyện của Thụy Điển là làm tôi nhớ đến cái câu chuyện thần thoại của Hy Lạp năm 2004. Không biết rằng mọi người nghĩ sao nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi có cảm giác như vậy. Mặc dù cái con đường đến với cái vinh quang nó vẫn còn xa nhưng mà tôi cảm giác rằng họ giống với Hy Lạp của nó giống như Euro. Vâng, thành đã biết đâu lặp lại chuyện đó. Vâng, với Hoàng Ca Thi thì bóng đá Anh thì rất là nổi tiếng, rất dễ quen thuộc. Thì liệu ấn tượng của Ca Thi với đội tuyển Anh, với bóng đá Anh là như thế nào từ trước thế này? Nói về bóng đá Anh thì em chỉ nhớ mỗi David Beckham. Rất là đơn giản. David Beckham, một biểu tượng của bóng đá Anh. Đúng rồi. Phải nói rằng đó là một cái lý do cũng hết sức là đơn giản. Anh đẹp trai, anh đá giỏi. Vâng, David Beckham thì phải nói rằng là tuy anh rất tài năng nhưng cũng đại diện cho một cái thế hệ phải nói rằng là không có duyên với các cái đấu trường lớn của đội tuyển Anh. Cái thế hệ rất là tài năng, người ta gọi là cái thế hệ của Beckham, Gerrard, Lampard, John Terry, Wayne Rooney là một cái thế hệ vàng. Nhưng mà họ đã không có được vinh quang nào, thậm chí là cái ngưỡng cao nhất của đội tuyển Anh ở World Cup cũng chỉ là ở tứ kết năm 2006 trước khi họ bị loại bởi đội tuyển Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu. Thế nên tôi nghĩ rằng cái thế hệ bây giờ của Harry Kane sẽ có nhiều cơ hội để viết nên cái lịch sử mới nếu như họ có thể thắng Thụy Điển ở đêm nay, cho dù đó là một cái điều không dễ dàng. Anh Huỳnh Sang, anh nhận xét như thế nào về cái cách tiếp cận trận đấu của hai bên cho cái trận đấu tứ kết vào tối nay? Tôi thấy là Thụy Điển á, từ hồi vòng loại cho đến bây giờ đó thì họ đá với bất cứ ai họ vẫn có giữ một cái sự điềm tĩnh, và cái việc áp đặt thế trận đối với Thụy Điển là không hề dễ dàng. Yeah. Không hề dễ dàng. Nhiều người bây giờ đang nghĩ là về một cái thế trận áp đảo cho tuyển Anh, tôi không nghĩ như thế. Mà nếu tuyển Anh áp đảo thì coi chừng dễ thua hơn. Thụy Điển họ sẽ thi đấu theo kiểu là phòng ngự số đông và họ đá phản công. Nhưng mà cái cách chơi này sẽ khiến đội tuyển Anh phải trả giá. Nếu mà tuyển Anh có cái cách chơi nào thông minh hơn bằng cách là cứ việc là chơi với Thụy Điển là cứ kéo họ dâng lên cao để đá thì mở ra được ở khoảng trống, Anh mới có cơ hội. Chứ còn Thụy Điển mà cố tình gọi là thi đá đấu mà gọi là phòng ngự 2-3 tầng á, thì Anh không có một chút cơ hội nào. Tôi nói thật, đây sẽ là một trận đấu mà theo lẽ thường Anh sẽ nắm bóng nhiều hơn, phải không ạ? Rồi tổ chức nhiều pha tấn công hơn, nhưng Thụy Điển lại phản công nguy hiểm hơn. Cứ hiểu theo cái kiểu đó thì tôi cũng nghĩ là trận đấu nó cũng không đi ngoài cái dự tính đó. Thế nhưng mà đội thắng thì nó phải là đội Anh và là đội Thụy Điển. Tôi vẫn có một cái niềm tin đối với Thụy Điển. Chúng ta lưu ý nè, vào vòng tứ kết này thì nó có những cái gương mặt, ví dụ như là những gương mặt mới. Ở đây thì những nhà cựu vô địch World Cup thì gần như về gần hết rồi, chỉ còn có Anh và Pháp thôi. Tức là trong lịch sử bóng đá thế giới thì nó có 8 gương mặt lên ngôi vô địch. Brazil 5 lần, Đức 4 lần, Ý 4 lần, Argentina 2 lần, Uruguay 2 lần, Tây Ban Nha 1 lần, Anh 1 lần, Pháp 1 lần. Đó là 8 ông lớn. Nhưng mà bây giờ còn có 2 ông thôi, như vậy là có 4 cái ông mới, là Croatia, là Nga, là Thụy Điển, là Bỉ. Đó, biết đâu World Cup kỳ này sẽ có một ông mới, ông đăng quang thì sao? Đó, thành ra là những cái gương mặt mới còn lại, trong đó có Thụy Điển, thì đến vòng này mà nói rồi chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Cho nên cái chuyện mà Thụy Điển thắng Anh, chuyện đó là bình thường. Dạ. Thế anh Hùng Thuận thì sao? Quan điểm của anh về cái cách tiếp cận của hai đội? Thực sự thì bản thân em vẫn muốn ủng hộ đội Anh hơn là Thụy Điển. Thực sự với Harry Kane thì đang có một phong độ rất là chói sáng ở cấp câu lạc bộ của mình. Và ở Anh thì em cũng đang rất là muốn Anh tiến vào sâu và có được chiếc cúp. Tại vì sau này khi mà Anh đụng tới những cái giải lớn, ví dụ như Euro, World Cup gì á, dường như Anh không được có duyên cho lắm. Không được có duyên khi mà ngay cái thế hệ vàng của mình nhưng mình cũng không được cái mức cao nhất. Thì bây giờ ở đội tiếng Anh thì bây giờ đang đấu với những gương mặt mới thì tôi nghĩ là đang mong muốn tâm sư có một cái kết quả gì đó nó dành cho những người hâm mộ bóng đá Anh cảm thấy thỏa mãn. Vâng, rất muốn có một cái happy ending đúng không ạ? Vâng. Thế với sau khi mà Ca Thi đã nghe những cái chia sẻ của hai cái chuyên gia tư vấn rồi, thì bây giờ đến cái phần dự đoán của trận đấu, phần rất quan trọng với các quý vị khán giả, thì Ca Thi nghĩ cái tỷ số là như thế nào? Tỷ số hả? Vâng. Thật ra thì em vẫn thích anh hơn. Thích bằng tình cảm. Và có vẻ lý trí cũng muốn là tuyển Anh thắng đúng không ạ? Dạ, với tỷ số Ca Thi chọn là bao nhiêu? Em dự đoán là Anh sẽ thắng 2-1. Anh thắng 2-1? Dạ. Anh thắng 2-1 trong 90 phút. Có vẻ như là ngược lại với anh Huỳnh Sang đúng không ạ? Đúng rồi, tôi thì chỉ đoán thì điểm thắng 2-1. Nhưng mà lưu ý là trong những ngày qua thì thực ra thì tôi chỉ đoán mà... Vâng, anh Sang đoán thì đoán ngược lại đúng không ạ? Đoán ngược lại là đúng. Vâng. Thế anh Hùng Thuận sao ạ? Tôi nghĩ thì tỷ số sẽ là 1-0 như về phía Anh. Vâng, như vậy là có hai khán giả, như vậy có hai khách mời. Cái trận đấu Thụy Điển với Anh thì rất dễ xảy ra tỷ số 1-0 dành cho Thụy Điển. Tôi thì tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ như vậy, tại vì trong thế trận chặt chẽ của Thụy Điển, họ cũng dám dâng cao đâu. Nhưng mà họ ghi bàn xong họ rình, họ ghi bàn cái rồi họ về họ thủ. Với tôi thì tôi xem bóng đá thì tôi lại cảm nhận bằng cái trực quan, cái cảm giác linh cảm của mình, tôi thấy rằng là đội tuyển Anh vừa hay mà lại còn vừa may nữa. Thế nên tôi nghĩ rằng là họ sẽ lên ngôi, bởi vì cái may mắn nó rất là quan trọng. Bởi tôi cảm giác rằng đội tuyển Anh đang có một cái thần may mắn, khi mà Barca và Uribe sút trúng xà ngang, tôi có một cái linh cảm rằng dường như là thần may mắn đang ủng hộ cho Tam Sư. Thế nên tôi nghĩ rằng là cái đó là điều rất là quan trọng. Vừa hay vừa mù may nữa, đó là những cái yếu tố rất là quan trọng để lên ngôi vô địch. Chúng ta đã vừa cùng các vị khách mời nhìn nhận những cái diễn biến trong cái trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Điển. Nhưng